gian bên nhau trong yên bình, và nợ em giọt nước mắt sâu trong tim mình. Nhắm mắt anh cho dù đúng hay sai, vẫn xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay lên sóng thanh lý cho anh em một chiếc loa center, loa trung tâm. Con này tách từ bộ dàn LG 16 triệu ra anh em nhé. Nó là hàng cao cấp. Thiết kế màng bát của nó là bát không gân và bát là bát lõm anh em nhé. Thực ra không phải là không gân đâu mà gân ẩn bên trong ấy. Nó thiết kế màng bát lõm cứng đơ luôn. Đấy. Đây này. Anh em có chọc các thứ vào không lo bị bục nhé, không lo trẻ con ẩn lõm nhé. Chỗ này bên này nó là cái tép đôm lụa cao cấp này anh em này. Đấy, tép đôm lụa cao cấp nhé. Hai bên là hai con bát. Rất là nặng luôn. Bê nặng như là bê quả tạ vậy. Đấy. Con này xay ngang của nó tầm 38 anh em nhé. Xay ngang của cái loa này tầm 38 đấy. Khá là to. Và bày rất là đẹp. Con này anh em nhé. Con này của LG. Tất cả nó là sơn đen bóng hết nhá. Đây, phía sau của nó sơn đen bóng anh em nhé. Nó chẳng ghi cái gì đằng sau cả. Đây. Sau nó có một cái tem ở đây nhưng mà lau chùi nó bay mất rồi. Vẫn còn ít băng dính ở đây. Và rất là nặng anh em nhé. Nó là hàng cao cấp, thì rất là nặng luôn. Để cho anh em con này giá rất là yêu thương luôn, 799.000 anh em nhé, 799.000 thôi, không nhiều. Đấy, nếu mà nó còn len keng như mới thì phải tầm 1 triệu cơ. Đây nó còn khoảng 95% anh em nhé, vì đã qua sử dụng rồi, con này sử dụng mười mấy năm rồi, rất là ngon luôn, nặng trịch, đánh rất là sướng. Anh em ghép là loa center, loa trung tâm của các âm ly 5.1 rất là ok luôn. Bày đẹp, đôi khi mình chẳng cần nghe, mình để bày thôi được. Đấy. Anh em mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và một số cẩn thận cho anh em nhé. Con này tuy là nó không ghi công suất ở đằng sau, nó không ghi, nhưng mà theo cảm nhận của em nó phải tầm 100W. Nó phải tầm 100W đấy, chứ không ít đâu. Đánh rất là lực luôn. Bình thường các con loa center khác cái âm bát của nó lên nó không tốt như con này đâu. Con này lên âm bát tốt phết. Trung lời rõ và tép lên sáng. Rồi, chào anh em nhé.